Xin chào em. Chào em. Hôm nay đến với lời chưa nói thì cái nhân vật mà em muốn gửi cái lời mà mình chưa nói đến với nhân vật ấy á, thì đối với em người ấy như thế nào? Cái người ấy là một vừa là anh trai cũng như là một người bạn thân trong suốt quá trình khi mà em làm nghệ thuật cũng khoảng được 3 năm. Ủa nếu như mà anh em trai với nhau thì lẽ ra phải thoải mái lắm trong cái việc mà mình bày tỏ chứ. Em cảm ơn anh, em thích anh bởi vì anh đã giúp em suốt thời gian vừa qua. Sao có điều gì mà mình ngại ngùng, mình khó nói để đến hôm nay mình mới dám nói em? Khi mà ở bên ngoài ấy, nó rất là khó nói. Nó kiểu là đôi khi mình thoải mái, mình vui vẻ được, nhưng mà đôi khi có những cái gì đó nghiêm túc quá anh em mình cũng ngại nói. Cũng ngại nói. À dạ yeah. Vậy em đã chuẩn bị cho cái tiết mục như thế nào? Thật sự thì em chuẩn bị một tiết mục, đó là một cái bài hát mà hai anh em đã từng tập luyện rất là khá lâu. Và khi đó thì em sẽ có những cái lời rap cũng như là những cái gì đấy bộc bạch ở trong em. À, cái, tức là mượn âm nhạc luôn, nói luôn em rap đó. Đúng rồi, em mượn cái tính chất rap của em để em nói được cái suy nghĩ của em. Bắt cóc ông lên diễn luôn đúng không? Bắt cóc lên diễn luôn, xong rồi diễn ở đấy luôn. Vậy chúng ta hãy xem coi T đã tập luyện tiết mục này như thế nào nha. Hiện tại bây giờ thì OT đang được sân khấu và chương trình Anh Ghét Em. Thì anh Trung cũng biết là anh ấy đang là khách mời của chương trình của mình. Mình rất là hy vọng là cái tiết mục của mình để hỗ trợ cho một người chơi trong chương trình thì sẽ là cho bạn thêm một cái động lực cũng như là có thể gửi cái lời chưa nói của bạn đến cái người bạn muốn. Dương không biết là bạn kia sẽ gửi cái lời gì đến cái người của mình, nhưng mà Dương hy vọng là cái bài hát của Dương và OT sẽ là một cái món quà rất là vui gửi đến bạn. Sau khi kết thúc cái bài hát Anh Ghét Em xong thì anh Chu sẽ có một cú lừa rất là gắt. Mọi người đón xem nhé. Đây là món quà của em dành cho cái người đấy. Anh cũng đang chờ đợi xem cái lời của một đứa em trai muốn dành cho ông anh trong nghề của mình thì như thế nào. Em đã sẵn sàng rồi chứ? Rồi, em sẵn sàng rồi ạ. Vậy thì mời em lên sân khấu. Dạ vâng. Em cứ đi lang thang trong anh mà không thấy mọi người sao? Anh cứ lơ ngà lơ ngơ trong tim em vẫn là mình y hệt nhóc. Không thể ngồi yên ở nhà để anh mang luôn con xe Wheeler về đón đi. Cứ nên xin phép nuôi em cả đời cho bố mẹ không cần thấy em bầu trốn đi. Yeah. Go. Anh muốn nói rất ghét em, ghét anh. Vì em làm cho trái tim anh rung động. Ghét anh bất chứa những nghĩ suy của em, làm cho anh nhớ mong. Ghét cái cách ấm áp lâu lâu của em, làm anh trở thành trẻ còn cần che chở. Ghét những lúc ấm ức cãi nhau với em, khiến nên em ngó lơ. Ghét hết những khi em cười đùa bên anh, không phải là anh. Ghét hết những khi mi em nhạt nhòa long lanh. Gần em anh thấy yêu thế, gần em anh thấy anh yêu mềm, gần em anh thấy tim anh dịu dàng và ấm mềm. Gần em anh ghét cô đơn, gần em anh ghét bao giận hơn, gần em anh ghét em hơn và càng yêu em nhiều hơn. Em biết là anh rất ghét em không hả? Thế mà em biết là anh ngày nhớ đêm mong, cứ là chờ những tin nhắn, chờ lời giọng nói, chờ những tiếng cười mà người cứ thấy là ngây thơ. Tiếng một lời gây nghiệt cao thẳng và tâm trí của một gã hay mơ. Này thử hỏi bố em có phải là thợ mộc giữa em thích đốn cây? Nếu dân chuyên đã dạy nghề thì làm sao cây xinh như anh có thể mà trốn đây? Anh get it, get it, get it, get it, get it, get it. Nếu độ ghét của anh được cấp phép để xanh và tim em
vì chắc nên sẽ xem. Chứ em cứ đi lang thang trong anh mà không thấy bỏ về sắc. Anh cứ lơ ngà lơ ngơ trong tim em vẫn là mình y hệt nhau. Thôi thì ngồi yên tại nhà để anh mang lưng con xe bưu lơ bên đó đi. Cứ để xin phép nuôi em cả đời cho bố mẹ không cần thấy em vô trốn đi. Cát hết những khi anh, cát hết những khi anh. Ê, hey, yo. Wow, wow. Ngày hôm nay, trên sân khấu này. Cái này là em chưa biết nha. Yeah. Lúc này, giữa hai cái bóng sáng thôi. Tuy là em vẫn hơi run, nhưng mà em vẫn dáng nói. Anh đừng ngạc nhiên, hãy thong thả. Bởi vì em muốn nói là đối với RT thì chú Năng Dũng như người anh trai ruột ở trong nhà. Ok, mà em đùa thôi, em đùa. Ngày hôm nay em sẽ nói xấu ngang với mức độ đẹp của anh ở trên mặt. Mấy ngày trước thì em đã suy nghĩ là không biết là có nên chặt chém em không. Thì em nghĩ là nên chặt. Ở đây là có nhiều người, còn về nhà là khác nha. Okay. Không nhiều. Nhìn anh Chun đi. Đôi mắt của anh ấy thì long lanh, trong xanh, người thì mỏng manh. Nhưng mà các em gái thì vẫn đô đổ và nằm gọn ở trong anh. Em ghét phải nói rằng là em ghét cái sự đẹp đẽ của anh. Bởi vì cái sự đẹp đẽ của anh làm cho các em gái ở đây là phải thầm thì. Nhưng mà mọi người đâu biết rằng trước khi ra ngoài đường, anh Chun phải make up nửa tiếng thay vì ngồi như RT phải ở nhà lầm lì. Ok, em đùa thôi, bây giờ em mới bắt đầu nè. Bây giờ em bắt đầu luôn hả? Dạ. Ok. Anh còn nhớ là lúc mình, sau khi mình ra khỏi công ty ấy, hai anh em chả có một đồng nào. Hai anh em mình có những bản nhạc riêng, những giấc mơ riêng mà chả biết sống sao. Rồi cái duyên làm cho hai thằng củ khờ gặp lại. Nhưng mà có những bản nhạc tiếp theo, hai anh em lại nghĩ rằng không biết làm sao để làm đôi mãi được. Rồi tiếp sau đó lại mình lại hẹn nhau với cái xóc quần áo, đúng không? Và hai anh em mình đã có khi đuổi cả khách đi để mà quẩy nhạc ồn ào. Right. Rồi sau đó thì cũng có chị Linh ở đây đã giúp đỡ hai đứa mình. Và tuy chỉ là làm việc thôi nhưng mà chị cũng khóc vì thương hai đứa mình. Và anh từng nói với em rằng tuổi trẻ là tuổi có quyền sai. Nhưng ngày hôm nay sẽ nói đối với anh là tuổi trẻ của hai bọn mình là tuổi trẻ để viết lên hai chữ huyền thoại. RT để chuẩn bị. We are best forever. RT and Shuni, we are the best forever. Hi. Em chào anh ạ. Bất ngờ quá. Tại vì anh cũng đang xem một cái phần trình diễn rất là sôi động, rất là ấn tượng. Tự nhiên nhạc ngưng làm anh cũng bị hụt hẫng. Anh tưởng là phim trường mình bị cúp điện đó. Nhưng mà rồi sau đó mới biết là T đang muốn dừng lại tất cả mọi cái để nói lên những cái lời mà nào giờ chưa nói với cái người anh mà xem như lường anh ruột thịt này của mình. Em có hết hồn không em? Dạ có. Thực sự nãy em tưởng là âm thanh có vấn đề. Sau đấy thì nghe nãy giờ RT chia sẻ thì đến gần cuối em mới bắt đầu hiểu ra là sắp đặt trước. Vậy là em không biết là mình là nhân vật chính của ngày hôm nay luôn đúng không? Em hoàn toàn không biết. Hôm nay thì Ti đến đây bởi vì Ti có nhiều cái điều mà từ đó giờ chưa có nói với em. Mặc dù hai anh em thân với nhau nhưng mà có thể là quẩy cùng nhau với âm nhạc, nhưng mà những cái lời nói mà đàng hoàng mà chân thành từ trái tim á thì chưa một lần nào cậu ấy dám bộc bạch cùng với em. Và cậu ấy đã mượn chương trình xem như là một cái cầu nối để nói với em những cái lời nói đó. Vậy thì bây giờ mời hai em về vị trí nha. Xin mời. Ôi thật luôn à. Nam Cường, ở bên ngoài có một người cộng sự, một người anh em nào dễ thương giống như cái kiểu của hai anh chàng này hay không? Nhìn hai bạn trên sân khấu và nghe hai bạn nói chuyện với nhau, bản thân Cường ngồi rất là ganh tị. Bởi vì chắc Kiều Ngân cũng hiểu là cái việc mà có một cái tình bạn trong showbiz của mình là một thứ rất là xa xỉ.
nó không hề đơn giản một tí nào cả. Đa phần là bạn có hợp tác rồi dự án này rồi dự án kia, hoặc là xã giao là nhiều, nhưng mà để mà thân, coi nhau như anh em chị em ruột trong nhà thì nó hiếm vô cùng. Bởi vì đó là những người thật sự phải hiểu mình. Mình chưa mở miệng ra, người ta đã hiểu mình nói gì, và thậm chí là có thể làm giúp mình những công việc mình không cần nói nữa. Vậy Kiều Ngân, em có một cô bạn gái nào thân thiết giống như hai anh chàng này không? Rất may là em có. Có. Thì em có một cô bạn rất là dễ thương, rất là giống em, tên cũng giống em luôn. Và em nghĩ là không biết có phải là đó là một cái duyên hay không mà hai chị em đã làm bạn với nhau tới tận bây giờ. Và ngày hôm nay khi mà nhìn thấy hai em trên sân khấu thì chị thấy như là thấy mình trong đó. Anh thích cái cách mà Ti bày tỏ với người anh của mình, cũng như là cái cách mà em đón nhận cái điều đó ở Ti. Ở đây mình thấy rõ ràng là hai chàng trai rất là mạnh mẽ, rất là năng động và đang muốn nói cái lời tình cảm dành cho nhau. Có lẽ đây là cái điều mà nào giờ mình không có dám nói. Nó làm cho mọi người cảm thấy ồ, cái tình bạn này nó dễ thương quá, nó đáng yêu quá. Ngoài cái việc hai người là cộng sự với nhau thì bên ngoài chắc chắn hai người này phải thương nhau, thân thiết với nhau dữ lắm mới có cái cách nói chuyện và đối xử với nhau như thế. Vậy cho hỏi, bình thường bên ngoài á, có bao giờ hai anh em gây lộn nhau không? Gây lộn một cách thật sự á. Thật sự thì cũng có đôi khi, và thường thì em là người sai. Đối với anh Chun thì khi mà nói thì anh ấy cũng kiểu thương mình, cũng là chỉ coi mình là thằng em trai thì nói cho mình, cho mình hiểu thôi, cho mình thấy mình sai ở đâu. Lúc mà nóng lên nói thôi, nhưng mà về sau khoảng 15 phút sau lại đâu về đó. Thật sự luôn, tại vì anh Chun giống như là kiểu rất là hiểu tính của em. Ở nhà em không ạ, mấy anh em của em thì không hiểu em được, không ai dị. Anh Chun thì anh dị giống em, nên là hai người giống thì rất là dễ hiểu nhau. Mỗi khi mà các anh chàng này anh làm cái gì sai, hoặc là quậy phá, hoặc làm cái gì mà nó không có đi vào cái guồng máy chung của hai anh em á, thì lúc đó em xử sự như thế nào với cậu ấy? Thực sự là những lúc mà gặp những chuyện như anh nói, em cũng rất là giận. Nhưng mà cái mà em giận là tại vì đôi lúc có những cái điều mà Ati làm mà em thấy nó không đúng, thì đó là những cái điều mà em đã từng làm ở trong quá khứ. Mình gặp những cái chuyện như thế, mình có nhiều cái mình hiểu sai vấn đề như thế, thì lại không có mà ai nói cho mình cả, nhắc cho mình là phải đi thế này mới đúng, phải làm thế này mới đúng, đừng làm như thế này thế kia. Thì đôi lúc em nghĩ là mình có một đứa em thì đôi khi mình thấy những cái điều như vậy, mình không muốn nó sai, gặp lại những cái điều mà mình đã từng sai chẳng hạn. Thì em muốn nói cho Ti, đôi khi thì em cũng hay nói với nó, nhưng mà không muốn nói, tại vì đôi lúc khi mà người ta đang cuốn theo một cái đam mê, đang cuốn theo một cái chiều hướng suy nghĩ thì đó, rất khó để mà bẻ người ta lại. Nên là cứ để tự gặp sai lầm sau đấy, tự thấy nhận ra cái điều tự đấy. Sai lầm đi, tự vấp ngã đi, rồi sẽ tự biết mình sai đâu và đứng lên, đúng không? Đúng ạ. Vậy thì giữa hai anh em á, cảm nhận ở nhau cái điều gì mà mình khó chịu nhất ở người kia? Để cho bạn này nói trước đi. Bạn này là hay được bạn này hướng dẫn nè, nên là sẽ ấm ức nhiều lắm nè. Chắc vậy thôi. Không thì em nói thật nhá, thì tại vì tính em làm giận hay là cáu gắt thì em không bị giận lâu. Cái khoảng 5-10 phút là em xong rồi, em kiểu em không có để trong bụng á. Chứ là nhiều khi anh kiểu đôi khi anh làm em bực thì thật sự là em cũng chả nhớ lắm. Tức là anh ấy cũng có làm cho em bực chứ không phải là em làm cho anh ấy bực kiểu, thôi. Tại vì đôi khi anh ấy kiểu chửi mình mà. Anh chửi mình phải bực chứ, không lẽ mình cười. Thì tất nhiên là dù, em phải bực. Mặc dù là mình sai đúng không? Đúng rồi ạ. Thì em cảm giác như là anh chửi mình đúng mà thôi kệ đi. Tính em thì cũng đồng IT, đôi lúc khi mà cãi nhau thì chắc chắn là những cái lời lẽ nó tuôn ra mình, đôi khi mình làm mình khó chịu. Nhưng mà sau đấy thì mình hiểu vấn đề là thực sự không phải là ghét bỏ một quan hệ anh em rất là thông cảm và rất là thân với nhau, thì cái chuyện đấy bỏ qua được. Nên là thường thì bọn em chỉ giận nhau một chút thôi. Đúng rồi. Ở đây hai anh chị lớn, đây lấy kinh nghiệm của bản thân ra nghe, chia sẻ với hai em đi. Em là đang muốn phản đối. Sao vậy? Để ngay trên cái sân khấu này nè, Ti mới nói với anh Chun là em ghét anh lắm tại anh đẹp trai quá à. Mỗi lần đi đường anh mất nửa tiếng để make up, mà mỗi lần anh xuất hiện là giống như ánh sáng của em bị lu mờ đi, các cô gái cứ chạy theo anh. Đúng không Ti? Áp lực là sáng. Trời ơi, không có nói thiệt gì hết, cho em mới vừa nghe tức thì xong cũng đây là không dám nói liền, anh thấy không? Đôi lúc thì em cảm thấy mình xấu trai hơn. Nhưng mà bù lại em trẻ hơn. Cho nên là mình cũng thấy bù đắp ấy. Bạn bè phải nói thiệt. Như vậy chị à. Phải nói ngay trước mặt luôn là anh à, anh đẹp trai của em không thích. Vâng. Nhưng mà vì anh là anh của em. Ủa mà vì sao em tự ti là mình không đẹp? Em nghĩ vậy thôi. Đúng rồi, tại vì em cũng biết đó. Nhưng mà em chỉ nghĩ là tại vì mình cũng không có được đẹp. Áp lực tỏa sáng. Đúng rồi, em bị tự ti. Áp lực tỏa sáng. Thì sao lại em là người rất là dễ bị tự ti. Không, anh thấy em cũng không thua kém gì bằng Dũng cả. Ví dụ mỗi người có một cái nét, ví dụ như bạn kia có một cái nét gì đó nó kiểu
nam thần một chút xíu phải không? Yeah. Nhưng mà em có một cái nét kiểu nó baby hơn, rất là dễ thương, có lắm đồng tiền, rất là dễ thương. Chắc chắn là ở đây có nhiều bạn thích bạn này đúng không? Phải thế tiêu hả? Anh đang khích đó, về nhà mình so kè cái sắc đẹp với nhau, ganh nhau nữa. Trời ơi Cường ơi, sao em dễ sợ vậy Cường? Hai anh em ta đang cố tình nói với nhau lời yêu thương mà bây giờ em khơi em gợi cho hai anh em đâm chọt lẫn nhau vậy? Thì cũng là lời chưa nói mà anh. Nhưng mà tại sao em không có nói với Jun là em quý anh, em coi anh như anh trai bình thường mà phải đợi đến ngày hôm nay mới nói? Em biết là sao không? Tại vì nãy em vừa nói mọi người á là tại vì anh Jun anh dị á. Dị hả? Tức là sao em khác lạ với mọi người? Là nếu như mà nói như thế á là mà anh sẽ đơi nè, anh kiểu còn nếu như mà em chửi anh sẽ rất là vui. Ê, kiểu là như thế. À tức là nếu như mà ở nhà mà hai anh em mà nói với nhau kiểu đó là tự nhiên mặt đơ hẳn ra hả? Em cảm thấy nó sai á. Hoặc là thậm chí như khi hỏi ngược là em, ê mày có bị nóng đầu không hả? Đúng rồi, kiểu đấy. Lâu lâu cái đang ngồi cái tự nhiên đang ngồi rap cái, ê tì mày rap dở quá à. Kìa, em biết mà, hi, xong cười vui. Thế bọn em thì chỉ như thế thôi chứ là bọn em không kiểu ơi Oti em rap hay quá. Không, Oti ơi, anh quý em quá. Thì lại bị thế thì. Đúng rồi, rồi. Cảm giác như da gà cho dịch nó nổi lên đúng không? Đúng rồi, cái kỳ vậy. Thì thiệt, nếu mà bình thường tưởng tượng hai đứa con trai đang ngồi làm gì với nhau, đang làm nhạc ăn, lật giấy thì kia cái xong quay qua nhìn nhau ánh mắt chan chứa. Ánh mắt chan chứa thì Chùn này anh đẹp trai quá. Anh quý em quá. Xong tới bên kia, Chùn sao anh đẹp trai quá vậy? Không được, bọn em sẽ không chịu nổi những cái kiểu không này. Dĩ nhiên cái đó là cái trường hợp mà mình nói đùa với nhau là vậy thôi, chứ nếu như mà trong cuộc sống hàng ngày mình có một cái giây phút nào đó mình ngồi mình nghiêm túc mình nói chuyện với nhau á, trong một cái vấn đề gì đó, xong rồi ví dụ mình nói thẳng thắn là cảm ơn anh đã giúp em, cảm ơn anh thời gian qua đó bên cạnh em, và thật sự là em coi anh như anh trai của mình, thì anh nghĩ là cũng không có nổi da gà lắm đâu. Thôi bây giờ cho em một cái cơ hội đó, em chân thành với người em của em đi. Nói cho đàng hoàng nhá, đây nhiều người lắm. Không, nhưng mà em không phải là một người giỏi những nói chuyện tình cảm. Em cũng thực dạng hơi khô khan một tí. Dạ, cho xin một nét nhạc buồn. Dạ, dạ. Em với Ati là cùng hợp tác trong một công ty. Sau đấy thì có những cái biến cố nhỏ nhỏ trong cuộc sống của bọn em và trong công việc. Bọn em cùng tách ra. Thì cái thời gian đấy là thời gian mà em gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì cả team cũng vậy, thứ nhất là về tài chính, tất cả mọi thứ, tất cả về con đường, mọi cái mình suy nghĩ tới nó mình đều chưa đạt được, và mình không biết là mình bước tiếp như thế nào. Thì thời điểm đấy thì như là đồng cảnh ngộ, thì hai anh em cũng chia sẻ nhiều về công việc hay cuộc sống gì hết. Sau đấy em mở một cái shop quần áo, tại vì thời gian đấy thì chưa thể đi hát được, giống như kiểu mình kiếm sống qua ngày một thời gian, gọi là ở ẩn một thời gian. Thì có kêu IT qua làm nhân viên. Xong rồi đấy. Sau đấy một thời gian thì bắt đầu em giải quyết xong cái chuyện của công ty, thì em bắt đầu tập trung vào công việc của em hơn. Em thấy IT cũng loay hoay làm này làm kia ấy. Thì đó lúc mình nghĩ là một cái câu nói lúc cần thiết, đúng lúc nó có tác dụng rất là lớn. Đôi khi em nghĩ là mình cứ nhắc nhở IT một vài điều gì đó mà mình biết và mình cảm thấy là đúng. Nếu mà Ati nghe theo thì biết đâu tốt cho em. Em có nói Ati rất là nhiều. Nếu như sau này á, thì cái công việc của em á, lúc đầu em muốn làm một mình hay như nào cũng được, miễn là mình bao giờ đừng để những cái chuyện tranh chấp trong công việc xảy ra hết á. Bởi vì không làm việc thì mình vẫn có thể là những người bạn ở bên ngoài, không cần thiết phải là hợp tác với nhau thì mới chơi với nhau. Điều đấy là điều mà em cảm thấy rất là quý. Và thực sự là không dễ gì để kiếm được những người bạn mà mình có thể chia sẻ hết những cái điều mình nghĩ trong đầu. Thì Ati là một trong những người như thế, và em rất là quý của em này. Cuối cùng cô nói lên được cái câu ấy, rất là quý cái người em này. Còn tí, từ lúc mà gặp anh Jun thì cũng rất là may mắn là thứ là anh ấy cũng làm âm nhạc với em, và cũng hỗ trợ em, cũng làm việc với nhau. Và từ đó em mới suy nghĩ được là đây là tình cảm mà thân thuộc bạn bè. Nhưng mà sau này em lại suy nghĩ thêm là vì anh ấy cũng kiểu hy sinh em rất là nhiều thứ, giống như là đôi lúc em bị khó khăn về chuyện tiền bạc thì anh cũng lo, và anh cũng từng nói với em là bây giờ anh biết là em đang thiếu tiền ăn uống cái thứ nọ, thì thôi em cứ đi với anh đi, tiền bạc để anh lo. Cho nên là em nghĩ rằng này còn hơn gia đình nữa, mình cứ chơi với nhau và mình tin tưởng ở cái thời điểm đó trước, rồi sau đó thời gian như thế nào thì kệ, vấp ngã thì mình có thể đứng lên được. Nên là em nghĩ là thôi mình cứ chơi với nhau, chọn niềm tin với nhau thôi, chả vấn đề gì. Và em cũng rất là quý anh Jun. Đó là những cái lời yêu thương, đó là những cái lời mà ngọt ngào. Rồi giờ cho cơ hội nè, nói thêm những cái lời đắng cay dành cho nhau một chút đi. Thấy cái người kia có những cái điểm gì là mình khó chịu mà mình muốn người ấy phải bỏ, phải khắc phục, sẵn tiện nói luôn.
Nhân tiện đây thì em cũng sẽ nói luôn là đấy, không, nói sâu cũng nhiều lần lắm rồi. Hát rất là chật nhịp. Một ca sĩ mà để chật nhịp thì mọi người nghĩ sao nhỉ? Hoặc là sai lời. Em nhớ nhất hôm đấy em có đi coi, vô tình đi coi thì em thấy anh hát bài Anyway. Sao hát được một khúc đầu thôi, khúc sau quên. Xong để luôn, để luôn, đứng đó kiểu ê, đúng không các bạn, đúng không kiểu thế, kiểu bị quên lời mà. Họ đôi lúc đang bắt đầu đọc. Xong rồi suy nghĩ cái kế đó là Miro bị hư. Miro hư không biết, nhưng thật sự không, cái này không, cái này là anh thông cảm được, bởi vì cái đó là anh gặp thường xuyên từ cái lúc mới đi hát luôn, là cái chuyện mà quên lời à? Cái chuyện quên lời là chuyện bình thường, thậm chí anh có thông cảm không anh? Thậm chí là đúng rồi, anh rất là thông cảm vậy. Em cảm ơn anh. Thậm chí có những bài hát mà mình hát mỗi ngày luôn mà đến lúc đó bước lên là nhạc vô không biết hát từ đâu luôn. Đúng rồi, trắng đầu vậy đó hả? Dạ. Thì bữa nay cảm ơn Tiên nha, nhờ em thì anh mới biết thêm một cái vài chiêu của ca sĩ. Đúng rồi. À, đang rap mà quên lời thì các bạn ơi, các bạn thích thế nào? Không, không mà các bạn hát này là 1000 lần rồi. Một nghìn lần rồi anh ạ, à, không phải là mới. Bài này là tính ra là được 3 năm rồi. Mà tới năm thứ 3 cũng quên lời. Đó chuyện bình thường, em anh bị hoài à. Em ơi bây giờ vậy nè, anh nghĩ rằng anh cho em thêm một cơ hội nữa để em nói lời xin lỗi với mấy cái ông làm âm thanh. Cái micro người ta tốt như vậy đó, đó không quên lời. Cái em chỉ bỏ micro. Không, cái này em không biết nói gì nữa. Thực sự là cũng có, em cũng hơi có lỗi về nhịp một tí. Tuy là anh Trung anh có một cái giọng rất là hay, bù lại anh ấy rất là cảm xúc, đặc biệt là những cái bài ballad á. Khi mà anh truyền tải là anh ấy truyền rất là tốt. Ừ, thời gian dạch mặt dành cho em đã hết. Giờ tới riêng em đây. Hôm nay em bị bóc nặng quá. Thì bây giờ em lột lại cho anh. Ê, đột nhiên bây giờ anh hỏi là có cái gì gọi là lời cay đắng thì em không biết nói làm sao. Nhưng mà có lẽ là gần đây thì cậu này cũng hơi chỉnh mảng công việc một tí. Xong rồi cũng hơi ỉ lại tí. Tại là cũng thấy có anh có chị có làm rồi, nhiều khi ở nhà ngủ. Xong rồi đến giờ gọi chịu dậy các thứ. Thì là mê em ngủ đúng không? Em cũng hơi cáu gắt nặng xị một tí nhưng mà vẫn chưa thay đổi nhiều. Đấy, em có lẽ là nếu mà có chuyện này mỗi chuyện đấy thôi, tại vì em chuyện đấy em chưa kịp nói. Thì nhân này nói luôn. Để tính, tại vì em bị cái là ngủ nhiều ấy mà không biết làm sao để bớt ngủ lại. Em là tuổi ăn tuổi lớn mà. Đúng rồi, anh em thường ăn tuổi lớn, anh hiểu không? Anh thông cảm với em, cảm ơn anh. Tự nhiên em không biết là em có em trai hay là đang nuôi con. Người ta đang cãi nhau. Nuôi em trai đó. Cùng anh Nam Cường có tới hai người bạn luôn anh. À, tại vì ai Nam Cường cũng theo được hết trơn á. Dạ. Ai Nam Cường cũng dĩ hòa vi quý. Từ từ. Thật sự là khi mà em nghe câu chuyện của hai bạn và nhìn hai bạn á, mình thật không phải là em không có người bạn thân nào trong showbiz, mà em nhớ lại mức khoảng thời gian trước đây cũng hơn 10 năm về trước, cũng đã từng có một cái tình bạn giống như hai bạn ở đây thời sinh viên. Nhưng mà khác là tụi em là hai người, một em và một cô bạn gái. Và bây giờ người bạn đó đã trở thành một diễn viên khá là nổi tiếng rồi. Ngày đó thì tụi em cùng nhau đi học, chỉ có giờ ngủ mới không gặp nhau thôi, gần như gặp nhau mỗi ngày. Thậm chí là em mà mua một cái món đồ gì đó mà bạn đó không biết là giận nhau luôn, thân đến mức độ đó. Và ngay cả sau này khi mà trong cuộc sống bạn đó có rất là nhiều những cái việc biến cố xảy ra, em cũng là người bên cạnh để chia sẻ và hỗ trợ bạn rất là nhiều thứ. Nhưng mà đến bây giờ khi mình nhìn, tự nhiên cái mình bị xúc động mà một tí, bởi vì là nó không còn được như ngày xưa nữa. Không phải vì hai đứa giận nhau, không phải hai đứa ghét nhau, không có một cái gì để xảy ra. Chỉ có cái là do cuộc sống, thành ra là cái khoảng cách của hai đứa ngày một xa ra. Và anh cũng mong rằng cái tình cảm này mình ráng để mà mình có thể duy trì được nó. Giờ hai đứa có người yêu chưa? Chưa. Khi mà có người yêu thì sẽ có những chuyện xảy ra khác nữa. Chắc chắn điều đó sẽ có những chuyện xảy ra khác nữa. Và chưa kể là khi mà cái công việc tụi em sẽ lên những cái đỉnh cao mới thì sẽ có những cái xung đột xảy ra ở trong cái mối quan hệ, chắc chắn là điều đó. Nên quan trọng nhất khi mà có những cái gì xảy ra trong cuộc sống chăng nữa, chúng ta hãy nhớ đến cái điểm xuất phát vì sao chúng ta lại ngồi đây ở với nhau. Chỉ đơn giản là chúng ta nhớ lại cái ngày hôm nay thôi. Cái ngày hôm nay hai anh em đã có một cái kỷ niệm rất là đẹp, để có một cái cơ hội bày tỏ cái lòng của mình với đối phương. Thì anh nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ vượt qua những cái biến cố, những cái khó khăn trong cuộc sống tương lai sau này. Hãy tiếp tục dễ thương như bây giờ hai em nhé. Nè, tạm biệt hai em nè. Anh sẽ có một cái phần quà nho nhỏ mà chương trình dành tặng cho các em. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Một tràng pháo tay dành cho anh em ấy nào. Cảm ơn các em. Rồi.